Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24h TV. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng với mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Sốc, cô dâu 62 tuổi từ Cao Bằng vào Đồng Nai để động viên cô dâu 65 tuổi và chồng trẻ yêu nhau. Cuộc hội ngộ đặc biệt của vợ chồng cô dâu 62 tuổi và cô dâu 65 tuổi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng trên diễn đàn. Sau đám cưới rình rang của cô dâu Thu Sao, 62 tuổi, và chồng trẻ Hoa Cương, 26 tuổi ở Cao Bằng, thời gian gần đây dư luận tiếp tục xôn xao chuyện tình của người phụ nữ 65 tuổi với bạn trai ngoại quốc kém 37 tuổi ở Đồng Nai. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi công khai một quan hệ lên mạng xã hội, cặp đôi cô cháu trở thành tâm điểm bàn tán của rất nhiều người. Bên cạnh những lời động viên, không ít người bày tỏ ý kiến phản đối cuộc hôn nhân đũa lệch này. Là người từng trải qua câu chuyện giống đàn chị, mới đây cô dâu 62 tuổi gây bất ngờ khi lặn lội từ Cao Bằng vào tận Đồng Nai để gặp gỡ cô dâu 65 tuổi. Ngay lập tức cuộc hội ngộ đặc biệt của hai cặp vợ chồng lệch đũa thu hút sự hiếu kỳ từ cộng đồng mạng. Được biết đây là lần đầu tiên gặp gỡ của hai cô dâu U60, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh giống nhau nên vừa khi tiếp xúc hai bên thân thiết như chị em. Với kinh nghiệm của người đi trước, cô dâu 62 tuổi động viên đàn chị không nên bận tâm đến những thông tin tiêu cực mà hãy quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình. Chồng cô dâu 65 tuổi rất vui vẻ bắt tay với ông xã của chị Thu Sao. Vì kết hôn với phụ nữ lớn tuổi nên hai người đàn ông này nhận khá nhiều lời dè bỉu. Sau 2 năm hẹn hò qua mạng, chàng trai người ngoại quốc đem lòng yêu mến người phụ nữ lớn hơn mình 37 tuổi. Mặc cho khoảng cách địa lý, giao cản ngôn ngữ, văn hóa khác nhau, cả hai đi tới hôn nhân, chung sống hạnh phúc với sự ủng hộ của hai bên nội ngoại. Đám cưới của cô dâu 61 tuổi và chồng trẻ 26 tuổi cũng rình rang khắp mạng xã hội một thời gian dài. Chúng mình là tin tức 24h TV. Các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.